Xin chào các bạn. Hôm nay ngày chủ nhật rảnh rỗi mình làm món bánh tôm. Chiêu đãi cả nhà thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm bánh tôm Hồ Tây các bạn nhé. Đây là sản phẩm bánh tôm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Với những cái gia vị và rau sống ăn kèm rất ngon thì sau đây thì mình muốn chia sẻ cách làm. Trước hết ở đây thì các bạn hãy chuẩn bị những cái để liên quan đến làm bánh tôm. Ở đây trước hết là bột mì. Ở đây mình sử dụng 100 g bột mì, tức là một lạng đấy ạ, bột mì các bạn nhé. Tiếp đến đó là tôm, thì các bạn có thể sử dụng tôm nhỏ hơn thế này một chút. Và đây là rau sống ăn kèm các bạn ạ, và một chút đường, một chút nước mắm để mình làm trộn đấy ạ, mình làm dưa góp ấy, su hào, cà rốt, chanh, tỏi, ớt và một chút nước để mình pha bột đấy các bạn. Và mình có cho thêm một chút bột sư tử vào để cho nó có màu ấy, để khi mình chiên lên bột nó nhanh vàng và rất là thơm, hấp dẫn. Còn nếu các bạn không cho thì thôi nhé. Và các bạn, mình có cho thêm một chút bột nở ạ. Còn nếu các bạn không có bột nở thì không có cũng được, thì ra là có bột nở thì nó có độ giòn hơn của bánh. Đây là mình cho 1 thìa bột nở này. Với 1 lạng bột này mình chỉ cho 1 thìa cà phê bột nở thôi, chứ cho nhiều quá thì nó cũng rất là đắng. Và với cái lượng 100 g bột này thì các bạn có thể cho từ 3 đến 350 ml nước nhé. Và sau đó các bạn quấy đều lên, mình hòa bột. Các bạn biết là cái bột mì rất là nó khô đúng không ạ? Thì khi mà mình làm để mình rán bánh thì mình cũng không nên là làm đặc quá. Mình sẽ pha nó sền sệt thôi ạ. Và ở đây thì mình có cái men nở, cho nên là mình sẽ sau khi mà mình đấy mình quấy bột xong rồi thì mình sẽ cho thêm khoảng 2 đến 3 thìa bột sư tử. Còn nếu các bạn không cho thì cũng được nhá. Thì các bạn chỉ cần cho thêm một chút dầu chuối hay cả một chút gì đấy để cho nó thơm thôi cũng được, mà còn không có thì cũng không sao ấy. Ở đây thì mình tiện mình mua một hộp mà bột sư tử ấy, mình về mình làm bánh ấy, thì mình tiện ở đây thì mình cứ cho vào, thứ nhất là thơm, thứ hai là tạo cái màu vàng ấy, thì khi các bạn chiên lên thì cái màu rất là đẹp đấy, rất là thơm các bạn ạ. Thì các bạn hãy để bột nó sánh như thế này nhé. Và các bạn sẽ sau khi các bạn quấy bột thì các bạn sẽ để từ 5 đến 10 phút hoặc 15 phút cũng vẫn được các bạn nhé. Đấy thì các bạn thấy mình hơi thì sẽ sánh, thì mình cho thêm một chút nước nữa vào, thì làm sao mà đến khi mà mình làm cái bánh ấy, nó không bị khô quá mà rất là giòn đấy các bạn. Đấy thì mình để ở đó nhé các bạn nhé. Và trong thời gian chờ đợi cái bột này này nó nở ấy, thì mình đi thái su hào và cà rốt để mình làm cái món dưa góp với các bạn. Thế ở đây thì bắt đầu mình thái, thì giống như một video mình chia sẻ với các bạn đấy, thì củ su hào này mình cắt ra làm 4 hoặc làm 5 đi. Mình ở đây mình cắt làm 4 này. Thì sau đó là mình cắt thành những cái miếng hình chữ nhật ấy. Để mình là đấy thì mình ngắn thôi, để mình trộn dưa góp ở đấy. Các bạn cứ thái như vậy và thái mỏng thôi ạ. Thì với cái món ăn này thì các bạn cũng phải ăn kèm với những cái thứ này. Đấy, sau khi mình đã thái cái su hào xong rồi thì bây giờ đến mình làm cả cà rốt. Mình làm cà rốt ở đây thì mình sẽ cắt làm hoa. Cắt làm hoa thì các bạn là làm thêm để trang trí cho nó thêm hấp dẫn thôi. Thực ra thì các bạn có thể thái nát tròn cũng vẫn được. Đấy, mình thái nát mỏng như vậy các bạn nhé.
Thế thì các bạn biết là khi mình ăn cái món bánh này nó ngấy đúng không? Thì các bạn nên ăn kèm với rau sống và nước cái rau dưa góp này thì thấy rất là ngon và hấp dẫn mà không hề bị ngấy một chút nào ấy. Mình có thể chỉ ăn no mà không chán đấy các bạn ạ. Thì cái này nó nhỏ quá, mình cho sang một cái này để mình trộn cho nó dễ này các bạn nhé. Thì ở đây trộn rất là đơn giản thôi, các bạn cho đường này. Đường thì các bạn có thể là cho từ 1 đến 1,5 thìa đường nhé, tùy thuộc vào cái vị của mình thích ăn, cái nước chấm của nó ngọt lên một chút. Thì các bạn có thể là cho đến 1,5 đến 2 thìa đường cũng được ấy. Và sau đó là mình cho thêm một chút xíu gia vị, bởi vì mặc dù mình có nước mắm rồi, mình vẫn phải có thêm một chút gia vị để cho cái su hào và cà rốt nó mềm ấy. Mình trộn đều lên và cái quả chanh này mình cũng cắt ra và vắt lấy nước. Các bạn nên nhớ là bỏ hạt đi các bạn nhé. Đấy, mình vắt vào cái bát như thế này để mình bỏ cái hạt đi. Thì bởi vì các bạn biết là khi mà mình ăn chanh ấy, mình ăn phải cái hạt thì nó rất là đắng, nên là mình sẽ bỏ cái hạt đi. Một quả chanh thì với tương ứng với khoảng 2 thìa chanh đấy ạ. Nếu các bạn không có chanh thì các bạn có thể là cho loại giấm ngon vào cũng được nhé. Đấy, mình trộn xong rồi thì sau đó là mình quay ra mình đập dập tỏi để mình trộn vào. Thì các bạn cho 2 hay 3 nhánh tỏi là tùy các bạn nhé. Đập dập băm nhỏ ra. Nếu các bạn không thích ăn tỏi thì các bạn có thể là không cho, hoặc là nhưng mà mình thấy ăn cái dưa này mà không có tỏi thì không hấp dẫn đâu ạ. Cái ớt này cũng vậy này, đấy là tùy mình nhé. Mình ăn được 1-2 quả ớt thì mình cho, còn không thì nếu mà nhà các bạn có bạn nhỏ mà ăn thì các bạn không cho ớt nữa. Và sau đó là các bạn có thể là cho riêng vào bát nước chấm của mình ấy, hay của người lớn ấy ạ. Đấy, thế là xong rồi. Thì bây giờ mình trộn lên các bạn nhé. Mình trộn đều lên. Và lúc này thì các bạn biết là cái đường và cái gia vị vừa xong nó cũng ngấm rồi. Thì bây giờ mình cho luôn cái nước mắm và pha thêm một chút nước lọc vào. Cái nước mắm thì các bạn có thể là cho 1 thìa ăn phở thôi ạ. Còn 1 thìa đến 1,5 thìa. Và mình còn tùy thuộc vào cái nước lọc mình cho vào đây để mình pha để làm nước chấm ấy. Đấy. Thì các bạn trộn đều luôn. Ban đầu thì mình chỉ cần cho thêm một bát nước vào để cho nó ngập xâm xấp cái dưa của mình thôi. Đấy. Thì các bạn ướp vào đó thì nó vừa gia vị vừa nước mắm thì nó sẽ ngấm vào cái miếng su hào và cà rốt đấy. Khi mình ăn nó rất là ngon. Thế sau đó là lúc nào ăn thì mình có thể mình pha thêm một chút xíu nước nữa vào để cho cái nước nó nhạt bớt đi, thì để mình múc ra vừa nước vừa xong. Bây giờ mình quay ra mình đi chiên này. Đấy, cái thì các bạn biết là mình chiên ở đây thì các bạn biết là cho vào cái, nếu mà các bạn dùng bằng chảo ấy thì các bạn có thể là sử dụng cái chảo sâu lòng thì nó sẽ nhiều dầu ấy, thì mình chiên nó đỡ tốn dầu hơn. Thì ở đây mình cho vào một cái xoong nhỏ như thế này để mình chiên. Đây là mình cho 2 con tôm, nhưng mà con tôm nó sẽ bị nong ra. Nếu các bạn có một cái muôi to, là các bạn có thể là cho vào cái, cho bột vào cái muôi này, sau đó là các bạn đặt con tôm lên và sau đó là các bạn cho vào cái chảo dầu, thì khi nào mà nó nong cái chảo dầu ra vào thì các bạn sẽ làm được. Thì ở đây mình sẽ đổ vào này, sau đó là mình đặt con tôm này lên và mình có thể là cho thêm một ít bột lên trên. Đấy, mình cho thêm ít bột lên trên như thế này thì để cho nó dính con tôm vào đây các bạn. Còn có thể là các bạn có thể làm là khi các bạn múc cái bột vào trong muôi môi sau đó là các bạn đặt con tôm vào, sau đó các bạn để cả cái muôi vào cái nồi dầu ấy, thì đến khi mà nó trơn ấy, nó sẽ tự nong ra. Thì các bạn nhấc cái muôi ra thì nó rất là dễ. Ở đây thì mình, cái muôi của mình nó hơi bé, cho nên là mình làm như vậy thì thành ra là không không nó lại sâu nữa, không làm được.
các bạn cứ chịu khó là múc cùng mua, sau đó là các bạn dìm con tôm xuống này, sau đó các bạn lại cho một ít đấy, thế là mình chiên đã xong rồi đây. Thế các bạn thấy sản phẩm rất là ngon và thơm cực luôn đấy các bạn. Đây bát nước chấm mình đã múc ra đây và rau sống ăn kèm đây. Thế là video bánh tôm thơm ngon giòn tan của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.